Yes, 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 yes. Cho son dành cho Hoàng Anh Nhi. Tiểu đây, Maxi trong cánh, thế đang là thế đẹp. Liệu rằng Mark có đánh trận đấu này không, chúng ta phải chờ. Đây là Persian đến từ Cam Quýt và Roman dành cho Văn Nhất. Và những bầy hiêu đầu khá gần sẽ đưa về với nhà chính sớm. Mình là tứ quý chém trong khi đội bạn có Mark, Xe, Siang, Katha và Ezip. Lâu dài thì đương nhiên là đội bạn sẽ có lợi thế hơn rồi. Còn đây là Persian dành cho Quýt. Quýt đã thấy quả phụ nhưng hiệu voi đang hơi ít. Bài pơ ít hiệu voi sẽ không được phụ hai quả luôn. Không nhìn thấy hươu đầu đâu nhở. F2 quả. Pơ mà lại không thấy hiêu voi gì cả. Đây đây, hiêu đây, hiêu đây. Bầy hiêu đây rồi. Tầm hiêu 5. Đây là Hoàng Mai Nhi. Anh có rất nhiều vòi. Một bài rất khỏe. Thêm cả một bãi quả nữa. Dâng lờ trận đấu này là chuẩn. Không phải IA nhỉ? Ngoài IA thì thơm luôn. Tiểu 26 dân sẽ đánh cung A trận này. Còn đây là Zuman đến từ Văn Nhất. Nhất vẫn lên rất sớm. Oh,
Kết quả 3-1 về xe. Rất cảm ơn quý vị khán giả. Cả y đến từ truy mệnh. Rồi. Sẽ lùa vào nhanh. Nhất cần phải chém thật tốt. Công giáp đầy đủ. Không xoắn gì. Mánh máy của Hoàng Mai Nhi. Bài siêng vẫn đang khá xấu và đang bị ngoáy tương đối tốt. Công giáp đầy đủ cho chém, không sợ gì dân cả. Họ mới chỉ có một tên cung gờ thôi. Cứ 2 lờ đều đi. Tiểu bảo vệ đang bị màu 5 này công vào. Egypt đến từ U97. Hit and run. Tí ruộng nhá. Nhất nè 30. Chém xuyên được bãi vàng kìa. Cam Quýt đang là 24. Cùng đầu cánh là Katha của 9x công. Vẫn đang chơi tươi được. Có vẻ hơi khoai khi mà Tiểu đã bị đối bạn công vào luôn. Kẹp xăm. Thế thành khoai rồi.